Phía trước là hàng giang quan, mọi người ở đây chờ ta. Vô. Quý soái, hay là chúng tôi? Không cần. Yêu nữ, Trên Lê Sơn ngươi thả ta đi, ra là đặt cả bẫy bắt ta. Bây giờ tôi tháo binh ra nè. Thả rồi lại bắt, bắt rồi lại thả. Tiết Kinh Sa không để ngươi trêu chọc đâu. Muốn giết thì một chát chém chết đi. Tôi có thể thả huynh ra, nhưng mà huynh nhất định phải hứa với tôi một điều kiện. Ngươi lại muốn giở trò gì? Lần này tôi không thả huynh ra, không những đầu của huynh sẽ rơi xuống đất, mà ngay cả tính mạng của cha huynh cũng khó giữ, còn đại đường và Tây Lương cũng khó tránh khỏi giao tranh. Ngươi muốn làm gì cha ta chiêu nữ? Cha huynh đang một mình xông vào đây cứu huynh, còn Dương Phiên phái một đại đội cung tên chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần cha huynh bước vào đây, ông ấy sẽ trở thành tấm biên. Mau thả ta ra, ta phải cứu cha ta. Tôi nói rồi tôi có thể thả huynh, nhưng mà huynh nhất định phải hứa với tôi điều kiện. Điều kiện gì chứ? Bây giờ tôi thả huynh ra, nhưng sau khi huynh cứu cha huynh rồi, trong vòng 3 ngày phải quay lại đây chính thức minh hôn. Tôi không biết cô nói cô nào thật cô nào giả. Huynh, cô là con gái của Phan Hồng mà, không phải cô muốn cha tôi chết sao? Giờ phút này tôi còn gặp huynh ấy làm gì? Huynh đừng cố chấp, nghe tôi nói đi có được không? Cha huynh sắp bị chết rồi. Tôi cùng huynh đi cứu cha của huynh, nếu muốn đi thì phải hứa với tôi. Đi thôi, nếu chần chừ sắp không kịp đó. Quả thật sẽ nhân quý một người một ngựa đến đây. Phan Hầu, ta đã tới rồi, mau thả con trai ta ra. Lê Quý, nếu không đồng ý hai người sẽ chết tại đây. Dừng tay. Cô. Cô gì chứ gì đi. Từ mẫu của ta. Lê Quý.